Ê hê, em đang ở đâu, hả vợ tương lai? Em là ai ở trên thế gian này? Không lên tiếng thì anh cũng đã biết, mắt nhìn không rời, miệng luôn mỉm cười, tiếng nói yếu đuối vòng trong tâm hồn, dục tiến lên đi là em ấy đấy. Chiếc xe anh giống như mọi ngày, chạy vội vàng đến nơi mình làm, tình cờ gặp em một cô gái như trong mơ. Chỉ còn hai ta, bốn mắt làm thầm cười với nhau. Hơi ấm nơi em khiến anh lại gần, cảm xúc trong ta như đang dâng trào. Anh chuẩn bị sẵn những mẫu chuyện vui để tránh khoảng lặng mỗi khi lại gần em. Nhiều điều yêu thương anh luôn giữ trong lòng, mỗi khi gần em anh luôn bộc lộ, dẫn em đi đến nhiều nơi chốn. Anh muốn rằng mình bên nhau thôi, anh muốn mình hiểu nhau để có thể đi được quãng đường thật xa. Em có nghe người khác khen chúng ta như một đôi trời bên em có cảm giác thật yên bình, tay trong tay quên thế giới này. Anh chỉ nhìn nụ cười của lòng anh sẽ hôn một nửa đời anh, ngắm nhìn em từng thế bao nhiêu chào đào, giống người say nhìn trời đất quay cuồng. Từ khi yêu em anh thấy thương người hơn, chỉ muốn gần em không muốn rời xa, mong mai này buồn vui mình có nhau, đưa với nhau sẽ mãi mãi vì nhau. Mong rằng người kề bên anh sẽ đi cùng anh đến cuối con đường, không biết rằng chuyện gì đến và đi, nhưng anh muốn ta luôn ở lại. Yêu mến vô cùng, thời gian lại trôi, minh chứng rõ nhất cho chuyện tình đôi ta. Nhiều lần anh suy nghĩ về chuyện tình mình, không biết thế nào cho chặng đường sắp tới, thầm lặng mong mọi chuyện sẽ ổn, để bước tiếp trên chặng đường sương gió sẽ không sao khi ta mãi vì nhau. Nhiều lần chúng ta dần hơn những cô gái khác đến bên anh, anh thấy rằng cô này cô kia hơn em, nhưng em nắm thứ mà tất cả không có, đó chính là trái tim của anh. Anh luôn nhắc nhở mình phải quan tâm em nhiều hơn mỗi ngày. Ngày là đến đêm, yêu là nhiều thêm, cứ thế anh muốn yêu nhau từng giờ, yêu nhau từng giờ.